Xin chào tất cả các bạn đã là từ đây. Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về chiếc xe buýt này nhé. Các bạn ơi, tớ đã tô màu xong bức tranh này rồi đấy. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh cho tớ nhé.